Hello mọi người đã quay lại với clip của mình nha. Ok thì chúc mọi người có một buổi tối tốt lành này. Nhưng mà có vẻ là đang video thì chắc sẽ cũng hơi trễ rồi mọi người đó. Lúc mình đang quay thì nó cũng đã 9 giờ kém rồi mọi người. Nói chung là hôm nay thì bận, khá là bận mọi người. Nên là mình vừa mới xong tí việc là mình đã vô làm clip cho mọi người xem rồi đây đó. Thì hiện tại là mình ở trên cái bản kênh bao 2 đây nha mọi người. Và ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần này đó. Thì nó sẽ có cái chuỗi sự kiện tuần mới nên là mình tiếp tục đi review cho mọi người xem đây. Đó thì cái chuỗi sự kiện tuần lần này là trung thu đó mọi người đó. Trung thu thì vào thứ 6 tuần này, hôm nay thứ 2 rồi này đó. Không biết là có gì hay hấp dẫn không thì mình và anh em sẽ cùng đi khám phá nha. Thư này mọi người, đây là thứ 2 đầu tuần phát mọi người. Mình sẽ đây, sau luôn sự kiện nha. Chết yên này. Đó thì sự kiện nạp định mức ngày hôm nay nha mọi người, 10k 20k. Có cái bánh trung thu hả? Thời trang này gọn gàng, set đồ cam tốc độ 200 mọi người. 50k mọi người sẽ được một cái cánh tự chọn siêu nha. Một con chopper kẹo bao mọi người. Thuốc cửa xe cấp 3 này ngẫu nhiên. 100k mọi người sẽ được một set đồ cam, khuôn mặt thì là nhẹ nhàng và thanh lịch. Còn này khuôn mặt mọi người lại tóc nhập. Khuôn mặt thì là lông mày sắc lạnh nha mọi người. Và cái thân thì là thanh niên Trung Hoa. Đó thì set này tốc độ 200 mọi người. 200k mọi người sẽ được một cái giáo chân đẹp phun nước nha, cái chân cam. Và cao nhất là 500k mọi người sẽ được một con thuốc cam phi thiền cà rốt thẻ này. Trang bị thùng khí tự chọn, rừng bùa level 7 tự chọn này. Tiếp theo là nạp lần đầu ngày. Thì tuần này vật phẩm của chúng ta là bánh trung thu, dùng để đổi phúc lợi trong hoạt động lễ hội. Còn cái này là dùng để tặng nha mọi người. Hai cái này nhìn nó hơi giống nhau mọi người. Đó. Cái bên này thì nó khác mỗi một tí là cái nhân của cái nửa cái bánh ở đằng trước của mọi người. Cái này mọi người thấy cái nhân nó có hình có quả trứng bên trong. Còn này không có này. Đó thì cái này là mọi người dùng để tặng người khác thông qua sự kiện. Thì tí nữa sau các bạn sẽ phạt ra cho mọi người xem luôn. Ta đi nạp nha. 5k mọi người, 10k, 15k này. Hai ý chí khí ước nha. 25k mọi người sẽ được một cái cánh cam cá heo tình yêu tốc độ 120. Thấy cái cánh cũng khá là đẹp nha. Đây về đại này, bánh trung thu, cái này là dùng để tặng mọi người. Tiếp theo là 50.000 kim cương. Thì mọi người sẽ được một cái dấu chân lửa chạy cam nha mọi người. 100.000 kim cương mọi người sẽ được. Đây, nó tên liền này kia các kiểu. 150.000 kim cương. Và cao nhất là 200.000 kim cương mọi người sẽ được một cái skin cam Khương Tử Nha. Trang bị hoàng đạo tự chọn nha. Tôi qua tên liền mọi người. Tên liền tiêu phí tuần này 25k này, 25k thì có XP đỉnh mọi người sẽ kỹ năng đỉnh. 50.000 này kim cương tiêu phí. 60.000 80.000 thì có 10 cái mảnh nổ hóa mọi người. 100.000 kim cương, mảnh khí ước, khí bảo vệ. 130.000 kim cương mọi người sẽ được quà khảm level 10, tàng hình nhóm mọi người. Và cao nhất là 170.000 kim cương mọi người sẽ được 3 cái mảnh hắc vô thường skin cam. Cái này thì nó khá là nổi bên bản chính thôi, không có nói mọi người. Một con thú cam bạch linh huyền xà. Tali đang nhập trong này. Ngày đầu tiên mọi người sẽ được cái tóc cam thiếu niên vui tươi tốc độ 200. Thì đây cũng là tuần lập nữa rồi. Lúc trước mình có review cái này là một chuỗi tuần mà có vari set đồ này. Ngày 2 nha mọi người. Tiếp theo ngày 3 mọi người sẽ được cái khuôn mặt cam là gấu mèo đáng yêu, số điểm danh. Ngày 4 này. Và ngày 5 thì sẽ được cái thân là nghi thức lễ hội, 20 mảnh đồ hỏa này, số điểm danh nha mọi người. Ngày 6 này, 30 mình xúc sắc, quà vũ khí ngẫu nhiên tháng 4. Và ngày thứ 7 mọi người sẽ được quà áo hóa ngẫu nhiên tháng 4. Nói chung hai cái này cũng giống, khá là giống với tuần trước, không có dấu chân. Vũ khí với lại cái áo hóa mọi người. Cánh cam nha mọi người, pháo hoa lộng lẫy tốc độ 120. Và con sư tử mặt trăng. Cái này có rồi thì chắc là mình sẽ sao cho mọi người xem. Nhưng mà hình như là mình
Lúc trước mình chơi đen nhận full như ta, hay là mình bị trễ ngày gì đó mình không nhớ nữa. Cánh thì mình vẫn chưa có nha, còn sách đồ thì gấu mèo đang yêu đúng không, còn cái tóc thiếu niên vui tươi, thần là nghi thức lễ hội. Đây nha, một thiếu niên vui tươi này, yêu cảm, gấu mèo đáng yêu ở đây luôn, trang phục nghi thức lễ hội đây mới thấy luôn, tháo cánh ra này mọi người dễ gì đó, chính là cái set đồ cam tuần này mọi người sẽ được nhận free đó. À, thiếu niên vui tươi, gấu mèo đáng yêu với lại cái nghi thức lễ hội nha mọi người đó. Set đồ này nhìn hiệu ứng khá là đẹp đó mọi người, kiểu phong cách Nhật Bản mọi người, mặc theo phong cách Nhật Bản. Ok, đó thì là cái chuỗi cái đồ mọi người sẽ được nhận tuần này. Tiếp theo là túi quà ưu đãi nha. Hiện tại đã đang mở bán là cái đá tím vô cực này, thưởng nạp mỗi ngày, review nhanh qua luôn. Có bánh trung thu trong đây nữa này, để mọi người tặng bánh đồ hỏa nha. 15.000, 30.000, cơ hội tác chiến hiện tại đã trở lại rồi này, top 2 đến 10 nè mọi người, 4 đến 10 đó. Để cho mọi người vô để xem tham khảo nha. Còn quay may mắn tuần này, sư tử mặt trăng, trang bị mộng mơ ngẫu nhiên, bánh trứng muối, đá sao cực, thú cam thì là thông linh long thú mọi người. Giờ nó qua tuần này nha, bét thì không gì thay đổi nha mọi người, giá thì vẫn như vậy nè, và trong mấy cái hộp bét thì nó cũng vẫn để vậy luôn. Đây mấy con bét tốt thì vẫn như vậy nè, 80 100 100, tới vào phẩm tuần này nha mọi người. Dấu chân trong 6 mình chế tạo 4 tuổi nha, tuần này thì không biết là vũ khí nào trở lại đây. Rồi xà bông tắm hả? Thế này là nó mới ra mắt, mới vừa trở lại cách đây chưa lâu luôn á ta. Hôm nay nay ra nữa này. Mà giá hiện tại là 6.034 à. Mà lên một tí nữa này chắc mua ngang với lại lì xì cũng như là bánh kem rồi mọi người. Tính sang vũ khí này cho cái con xe chính này mọi người, nhưng mà mình chắc phải cày cuốc này kia nữa, nhưng mà sao ta. Tuần này có lẽ là mình sẽ hơi bận, không không chắc là có kịp cày không. 4, 2, 5, 6 mọi người sẽ được cái con thuốc cam là bảo hiểm già hảo à. 6, 5, 5, 6 nè, trang bị mẫu mà tự chọn. 5, 0, 5, 6 thì là ý chí khiếu nha. Đào liên tục nha mọi người, ngày đầu tiên mọi người sẽ được cái tóc cam dạy tuyết đỏ tươi tốc độ 200. Ngày 2 sẽ được cái khuôn mặt cam là quá dễ tốc độ 200. Ngày 3 4 thì sẽ được cái thân của set này. Thân này là khoảnh khắc của thanh kiếm tốc độ 200. Rồi nhìn thấy cái thân toàn là không rồng hả ta. Mấy cái gì màu vàng 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 đó mọi người. Và ngày 5 thì mọi người sẽ được cái cánh tư nguyệt tốc độ 120 cam nha mọi người, và một cái skin cam Nacha này. Còn chả kiếm cương vừa tuần này thì là con hành trình kỳ ảo là con thú cam, pet là copy xinh xắn, giao chân thì là hàm ngư, đồng hồ cát với lại con mèo này, như cái nào cũng chưa có hay sao. Hơi gót đi mọi người, nó ra thì mình review cho mọi người xem. Đây gót mở lại ba con số 6 mọi người. Cứu này. Ok, tôi đang ngày hả, còn qua nhân phẩm tuần này nha. Sư tử mặt trăng, quà hóa tự chọn, thời trang tự chọn siêu, và trang bị thùng khiết tự chọn. Trận đánh xếp thi đấu thì bình thường này. Ủa gì đây, 150 trận có 4 cái mảnh hắc vô thường à. 4 mảnh mà lúc nãy trong trong gì ta, giới hạn được quà 3 mảnh thì phải. Còn phải cái gì tỷ lệ tiêu phí với mình nhà mọi, tỷ lệ tiêu phí 3 mảnh nữa là 7 à. Trận thắng xếp hạng thì sao? Đây cũng có 4 mảnh này, nên là 11.
120 trận một có dấu chân nữa, một cái chế khí ước nữa, 120 trận ở trên. Ủa cái này phải là 120 luôn ta, trang 120 nào vậy. Nên là mọi người có 11 mảnh ha, tăng cấp pet bình thường này, thuốc cưỡi bình thường luôn, trang bị cũng bình thường, nó cho pet cũng bình thường nó. Mười một thì chắc mọi người chắc nhận trong đây nữa đúng không? Coi xem nào, hai mảnh một ngày on đủ 5 giờ nhận hai mảnh, mảnh này 25 là đủ đúng không? 25 thì mọi người sẽ thiếu đâu đó là 14 mảnh, 14 mảnh là vừa đủ luôn ta, chia ra mỗi ngày on 5 giờ lấy hai mảnh là vừa đủ. Ok thì đó là tất cả những gì trong cái sự kiện tuần mới này của chúng ta mọi người, mình vừa mới review cho mọi người xem đó. Đó thì chắc là mình sẽ ốp clip ở đây thôi nha mọi người ơi, cũng khá là dài rồi. Thì anh em có bất kỳ thắc mắc có gì nhớ để lại bình luận dưới nha. Và xem tới giờ phút này thì đừng tí kéo xuống cho mình xem like. Nếu là người mới thì qua đăng ký kênh hoặc chung thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới nhất của mình nha. Ok, còn bây giờ thì có thể hẹn mọi người ở clip tiếp theo nè. Bye bye mọi người.